Rồi hôm nay mình chia sẻ cái cách mà để ý xếp cái quạt bằng giấy nha. Mùa này nóng nực quá, xếp cái mà để tranh thủ để khi mà cúp điện thì mình có dùng. Rồi đầu tiên là mình gấp đôi rồi nha. Rồi xong lại mình gấp đôi là vậy tiếp nha. Bên đây mình cũng lại gấp luôn vậy luôn. Rồi, các bạn mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi, mình tiếp tục mình ship mình gấp đôi lại. Rồi nhấn nhấn xem nhớ nhớ đăng nhớ xem hết video giùm mình nha. Rồi, cái này ship đôi lại. Rồi giờ mình xếp vậy nha. Xong mình lật được lên đây. Tiếp tục mình lật ngược qua đây mình xếp lại. Rồi, lật ngược qua đây xếp lên tiếp. Lật ngược qua đây làm xếp lại. Rồi giờ được vậy đó, được nhiều ha, cái đường không gấp đôi như vậy nè, đó giống quạt giấy đúng không? Ok rồi, giờ mình lấy một miếng cơm này dán lại, dán cho nó dính lại. Ok. Rồi giờ mình xếp lại nè. Dán lên dính ha, dính hai nửa lại cho thành một cái quạt. Ok. Rồi đó, xem như là thành một cái quạt giấy đó. Ok chưa? Đó, giờ cầm về quạt thôi. Quá mát. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều.